Trước hết, thay mặt cho đoàn làm phim Hồng Kiên, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, xin kính chuyển tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất và gửi tới quý vị lễ tang của bà Vũ Thị Ngọc, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Vũ Thị Ngọc sinh ngày 6 tháng 9 năm 1963, sinh quán xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trú quán tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Hưu trí, tổ dân phố 3, thị trấn Xuân Trường. Quê hương ân nặng nghĩa tình là nơi sinh ra mỗi con người Việt Nam chúng ta. Quê hương có tiếng ầu ơ của mẹ ru ta từ thuở lọt lòng, và tiếng ru của mẹ vẫn lắng đọng trong ta đi suốt cả cuộc đời. Quê hương đã gắn liền với cây đa giếng nước sân đình, với những con đường, dòng sông, cây cầu, những cánh cò bay lả trong câu hát trên cánh đồng bát ngát thôn quê. Quê hương trong mỗi chúng ta thân thương như vậy đó. Thấm thoát đã 60 mùa xuân, bà Vũ Thị Ngọc đã hưởng một cuộc sống trên cõi xương thế này. Cháu con những tưởng rằng bà vẫn còn khỏe mạnh, trường thọ trăm năm để dìu dắt con cháu nên người. Nào ngờ đâu, giữa những ngày đầu thu năm 2022, tức năm Nhâm Dần, bà lại đột ngột lâm bệnh trọng. Mặc dù đã được anh em, con cháu, tập thể y bác sĩ từ trung ương đến địa phương tập trung hết lòng tìm mọi cách cứu chữa đến cùng, nhưng do bệnh trọng, sức kiệt, bà đã không qua khỏi và bà đã tạ thế. Bà chút hơi thở cuối cùng vào hồi 6 giờ 5 phút ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày mùng 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Bà Vũ Thị Ngọc đã thanh thản ra đi ở xuân thứ 60 của cuộc đời. Thật đúng là buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trong ngọn nước mới xa mà nghe sao động nát tan lòng người. Đồng chí Vũ Thị Ngọc sinh ngày 6 tháng 9 năm 1963 tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuần nông trồng lúa nước, giàu truyền thống hiếu học. Lớn lên đến tuổi trưởng thành, tháng 10 năm 1979, đồng chí công tác tại nhà trẻ Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Thủy. Từ tháng 10 năm 1980 đến tháng 10 năm 1981, đồng chí được cử tham gia lớp sư phạm tại trường Sư phạm Mầm non Trung ương Phủ Lý và làm giáo viên mẫu giáo từ năm 1981 đến năm 1999 thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Xuân Thủy, sau là Phòng Giáo dục Xuân Trường. Từ tháng 5 năm 1999 đến tháng 8 năm 2001, đồng chí công tác tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện Xuân Trường. Tháng 6 năm 2000, đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 9 năm 2001 đến tháng 1 năm 2016, đồng chí công tác tại trường mầm non xã Xuân Ngọc. Đồng chí được nhà nước trao tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Từ tháng 2 năm 2016 đến nay, đồng chí được nhà nước cho nghỉ hưu. Trong suốt quá trình công tác, mặc dù ở cương vị công tác nào
và bất cứ nhiệm vụ gì, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là đảng viên gương mẫu, người mẹ, người bà hiền lành, trung hậu, đảm đang, yêu thương gia đình, sống tận tình với làng xóm. Hôm nay đồng chí ra đi, trọn tình, trọn nghĩa, tình dân đảng, nặng thế, nặng sâu, nghĩa xóm làng. Tham ơn sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai cũng không tránh được mệnh trời. Chỉ tiếc rằng ta quá say vẩn, quỷ thần nghiệt ngã. Đau thương này thật là vô hạn, tổn thất này thật là vô cùng. Một người con của quê hương Xuân Trường, một người mẹ hiền hậu, đảm đang, một người bà đôn hậu đã vĩnh viễn xa đi, không hẹn ngày trở lại. 60 năm cuộc đời, 60 năm mùa lá rụng, bà Vũ Thị Ngọc đã thanh thản xa đi khi nghĩa nước đã tròn, tình nhà đã vẹn, đẹp tình làng, nghĩa xóm. Được tin bà qua đời, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể thị trấn Xuân Trường thành lập ban tổ chức lễ tang cùng với cán bộ, nhân dân tổ dân phố 3 và gia đình, dòng tộc long trọng tổ chức lễ tang cho bà Vũ Thị Ngọc theo nghi thức của địa phương, cùng với sự hiện diện của các tổ chức mặt trận, tổ dân phố, các đoàn hội và nhân dân, ai ai cũng dành cho bà sự nhớ thương khôn xiết và lòng tôn kính đến khôn cùng. Đạo tràng vẫn tay tập mà thiệt ý chân ngôn các chân
thương ung sinh hoan hỷ. Nam mô sinh hoan hỷ địa Bồ Tát Ma Ta. Nam mô sinh hoan hỷ địa Bồ Tát Ma Ta. Thank you.
năm tu đường tư hương như thanh tịnh nghi văn pháp thủy quan sai đàn sang nhất trích tài chiêm thập phương cầu kiết nga phật giao tạng trùng hữu mật chu chuẩn đề đà la ly chân con phật tâm do thị tâm thượng vân bậc và thiên đường Phật quốc a phong đến thi ki tu đạt địa phổ long vô ký năm cảm đồng vô thanh hiền tất thị vô tư ư ảnh a hưởng a cố a cố tìm phật tín đã sinh nhất niệm chư phật tần sao chi phật là tín là na ni chẳng muốn cần lương chỉ tụng a kiên à hương à quang a quang minh văn đại liên pháp giới a cũng đàn thập phương vô lượng a phật a hương mi a hương tai nhiếp nó phần bào linh trung chiên đàn trầm về chân kham cung mà chỉ được chân đang mỗi ngày nhìn
xuân lá xuân ơi phá vương khai huyền nghĩa đọc xa huyền trung ca nam tiên nước tiền văn tu kim cương tòa thượng nhà chiến tổ giám ngọc trục nông ngưỡng nghi chiến nước thừa thanh hòa hà triều phan xính linh kính thiên tam tản thạch bỉ nông cung công kiên kiết thiên trương tư cô nghi nhục trần thanh hà tình vì thừa vào tàng chư phật tôn kinh từ kim quang tùng diệu thập phương bạch ngọc hào quang phật hiện xa tới kim giác bảo tràng sư minh cơ dương nhà hoa thủy tại vân sơn đường chi thập bái vương a bồ tát đại từ bi ninh cảm quan thế âm bồ tát vương hữu đức đại thế chi bồ tát vô tận trí bồ tát bảo đàn hoa bồ tát vượt vương bồ tát vượt tượng bồ tát nhân cùng bồ tát nguyệt cùng bồ tát thượng thọ bồ tát duyên thọ bồ tát di nạp bồ tát sắc châu chi phật mẫu đại thuận về tinh vương bồ tát kinh dương cứu bồ bàn tôn địa tạng vương bồ tát phổ quang lai đoàn kết bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện chư tôn bồ tát ma tát bớt đi bản thể khổ hạnh trần tâm các bồ tát chứng minh công đức chúng bồ tát thiên dung cung tối thượng bồ đề đạt ma tổ sư tây thiên tư thất đồng đồ nhi tam tổng ngũ gia như lính ngọ nhất môn quán đại địa như thực ngơ thích nhãn phù hồi kỳ tích cơ quan như hoành việt nhị thủy dương hổ thí tiêu độ lượng như cao siêu độc giác vì tiếu liêm hòa thượng xuất thường sang vĩ độ trùng lại pháp pháp siêu chuyển đăng đăng tương tục hà quy nam mô tây thiên đông độ nam việt hiện đại tổ sư thiên sư thánh sư tôn sư tông sư chư vị bồ tát huyền tọa nguyện hổ tỷ bất ca tan chân số lâu duyên nếu tình thì lại tái xuất như lai tình đó là tình trong đất nước nhất tâm ngon phụng định nam mô từ tâm quảng đại hoàng thế vô biên xả hiện thân nhi đốt niêu vọng duyên là đầu giác hoa nhi tà mong phù kinh tu trung tích trường chân sao địa một môn chúng môn khai trường thượng minh châu chiêu triệt thiên đường chư nô nô chúng sinh do tận phương chân bồ đề địa ngục quỷ không thể bất thành và thù thâm thân ư phủ mau thi quảng lời ư quản la sinh cung kính nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ u minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ đắc kim liên tòa hạ di a nguyện na từ bi vô lượng nguyện độ phong nhân thịnh gian đạo tràng sư minh đồ trước nhà hoa thủy đạo thần thông đệ nhất vật tờ vi cứu khổ chúng sinh hiếu thuận cư thiên trì trai giới chi báo ân phụ mẫu vi bà sa chi tích trượng diêm vương văn nhi trường giáng tâm viên đình tương quay hương bảo ngục tụt kiến nhi đề đầu hù cung thu cũng như nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ ma ha mục kiền liên tôn giả kim liên tọa vì nguyện bất đi ban thể lân vân yêu tình giác khó đạt chứng minh công đức thương hoa
quang cùng đình sinh đa hoa tận đàn giáng ương cực nàng tình văn thông cử huyền đô thủy cùng ương ngọ kinh sơn. Thờ tiên ba đức đại đạo hạ sinh cung thịnh tam thập tam thiên thiên chúa đế thích đế hoàn nhân thành thiên quân hiệu thiên chí tôn kim quyết ngọc hoàng nhìn cung cao thương tiến ngọc bệ hà. Hòa cầm tục ra xa giới vô sắc giới cung thịnh thiên quan địa quan thủy quan cung thịnh thiên phủ địa phủ thủy phủ nhạc phủ nhân gian tưởng nguyên tích phúc thiên quan. Chúng nguyên xa rộ địa quan hạ nguyên đại ánh thủy quan cấp bắc bộ hộ pháp long thiên chúng cả nạc bạc á tu na tô na na khẩn na 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 hậu đa già. Nhân phi nhân đẳng nhân thiên thanh chúng là duy á nguyện là bất vi bản thể phù văn tận thông thiên giác cả già. Chúng mình có thương nhà hoa thủ ban hữu châu hiện thần hoàng tôn thần bàn cảnh đường cái xa lãnh thủy thổ chi thần hạ hiếu chủ hương hóa hiếu cam nhất thiết minh thần môn thượng ủy tinh cao long quan văn trai sư cả kim lao địa thần bảo duyên hiếu cáo vô lượng thần kỳ thị thánh thị phạm việt lu việt hiện nam tuệ a di nguyện lời long pháp hội tâm động như lai tuần tuần phục như lai
Như lai ông tê tiến chân thuyền nhi được cứu trần quân tôn giả hưng duyên khai diệu điện chi đề về dùng đầu miễn u minh chi đổ hoa tu tu cầu tên bà chi ngôn viên những Việt Nam quốc Nam đình tình xuân trường quyền thì chân xuân trường tổ ba số nhà 282 đi vô bản đàn gia trung xứ A Từ âm siêu dương khánh quân nội nặng sợ vì ma kim thần giám ma chu nam ma tử ngô mạnh hùng hôn tử phạm ma thị trung nữ tử ngô thị nga ngô thị huyền tế tử đoan văn chỉnh nguyễn thành trung đội tôn ngô gia huy ngô gia hân ngoại tôn đoàn mai phương đoàn mai hương đoàn quang ninh nguyễn phương ninh nguyễn việt anh cung nhà cụ mạnh ngô gia lượng hợp đồng gia dương quân quyền đảm cô giám đi thành căn cẩn tự xưng phục vì chính tiếng vọng hồn cô mẫu cô huy thị ngọc hiệu diệu quý chân dinh nguyên dương bạch sư quy mao viêm hội nguyệt nhật thời thủ diễn hưởng thì lục và thập tế đại hàn vu thì nhâm dần liên bát nguyệt sơ nhị nhật mao thời bài mẫn trung thiên ma điểm chân linh đốt bao dương thế điểm hóa hà phương sinh thành qua cát vì bố một hậu oán tiên thành hiu tư phủ thua thiết chi thời nhập điểm an ổn cung trần phi đế tình cúng hương duyên quy đầu đình đệ cần cổ sớ văn kiền thân thượng tấu cung cung ni nam mô thờ phương vô lượng thượng chủ tam bảo kim liên tòa nam mô đạo tràng giáo chủ và sư thích ca mâu ni phật thanh niên tòa nam mô tây phương giáo chủ cứu phẩm tôn sư gia di đà phật bạch niên tòa nam mô tam thừa đà giác chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng hồng niên tòa nam mô minh giáo chủ và tôn địa đại vương bồ tát hồng niên tòa nam mô đại thánh ma ha mục kiền niên tôn giả thanh niên tòa diên na thiên tử thập điện đại pháp tử vương ngọc đồng hà đương niên thiên quan quỷ vương hành kiền đương cảnh thành hoàng bản thầu đại vương bản gia giáo quân vị tiền đương cảnh thành hoàng bản thầu đại vương ngũ vương thủ mộ thủ quốc thần quan tử hạ bàn đàn văn võ bách quan tài hữu điệp vị uy ninh vị a tiền cung vọng nguyện từ bi nhất niệm cứu độ vô biên quá già xa tổ già giữ tiếp chân linh thủy đăng tây chúc phúc tử tăng độc tử giáo và u sa môn tỏ hưởng nam sơn cách nguyện linh hồn trường thử ưu nương duyên đồng sinh tịnh độ hoa sẵn thật nào tình vô nhân kiếp thiết bình doanh chi trí cần sớ thiên phật nhâm giờ liên áp nguyệt sơ ý nhị nhật phục hành pháp sự thần sa môn thích ứng hương hiện đại vì hiếu chủ hòa an cụ sơ phật thank you.
quan hợp hành tuyết bạch chính văn đường chiều thập vì niên lâm sai tác tàn vàng tây phương bạch ngọc đại thanh tùy tầm hậu bát rơi xa tăng ấm vẽ thiền theo phong tục tập quán và sự phân công, Hòa Thượng Thích Nữ Hương Hiền, trụ trì chùa Hội Khê cùng các thầy và tín đồ Phật tử nơi cư trú đã tổ chức lễ nhập quan để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn hóa chân tiên cảnh bồng lai. Cầu mong cho hồn thiêng luôn phù hộ, độ trì cho anh em con cháu trong gia quyến được yên bề gia thất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Mẹ bao la
vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Tâm đức Phật thì từ bi vô lượng, mà hành nguyện cứu đời hiện hiện xuống trần gian. Trong kiếp sống nhân sinh, không ai tránh khỏi quy luật vô thường, sinh diệt, trẻ đó già đây, tương phùng và ly biệt. Ta hãy tìm phương ra khỏi ngục tù sinh tử, mà qua bờ giải thoát để vượt biển trầm luân. Bởi lỗi lầm cũng tại do tâm,
vô binh gióng khởi, luân trầm xuống lên. Sau đường trôi giặt linh đênh, tâm mê dậy khởi, kề bên khổ sầu. Nếu ta khẩn thiết nguyện cầu, mà đành lòng sám hối niệm câu Di Đà, quyết lòng dâng bỏ tâm tà, tiêu mọi nghiệp chướng, thật là cao sâu. Nay được tin bà Vũ Thị Ngọc qua đời, Hòa Thượng Thích Nữ Hương Hiền, trụ trì chùa Hội Khê, cùng các thầy và tín đồ Phật tử đã về tổ chức và tham dự lễ cầu siêu, niệm Phật cho bà với những lời kinh, cầu nguyện cho phong linh hồn bà sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Với niềm tôn kính này, không biết nói gì hơn. Anh em, con cháu trong gia đình chỉ biết cúi đầu đa tạ. Thưa con A Di Đà Phật, kính thưa quý vị đại biểu hai họ trong gia đình, đang ra có một cụ 250 đã tu Phật thì có về nhà chùa ra để mà lễ tâm niệm. Thời giờ này lễ Phật tâm niệm cho bà đã xong, thay mặt cho kính thưa Phật tử xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình cô A Di Đà Phật ạ. Vũ Thị Ngọc, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu tình nghĩa xa gần về thăm hỏi, chia buồn và dự tang lễ và phong nhà trong buổi chiều hôm nay. Hôm nay dòng họ Ngô tộc xã Xuân Tân nhận được tin bất buồn của gia đình tăng quyến báo tin bà Vũ Thị Ngọc là một thành viên, là người dâu con của dòng họ, nay bà đã lung tung trả thế để xa đi về với cõi vĩnh hằng. Nhận được tin bất buồn của gia đình tăng quyến với lòng bồi hồi tiếc thương, với tình cảm trân trọng, đó là tình đội tộc chan hòa thắm thiết và nghĩa tử sinh họ đến thăm viếng tổ chức tang lễ và sáng ngày mai xin được tiến đưa. Chiều ngày hôm nay đoàn đại biểu đại diện cho ngôn tộc nội thân xin được tổ chức các chương trình nghi lễ của dòng họ trả nghĩa bà vong người quá cố. Để đi vào chương trình nghi lễ của dòng họ, trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho dòng họ lên duy trì phần chương trình. Trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các họ, các lắc, kính thưa các cụ, công các bà và các vị đại biểu tình nghĩa xa gần của gia tang, họ nói Ngô Độc và gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc, xin kính báo bà Vũ Thị Ngọc và sinh năm 1963 và sinh quán ở xóm B, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, và chú quán ở tổ 13, thị trấn Xuân Trường, Nam Định, mà lâm bệnh yếu đau. Mặc dù đã được anh em con cháu tận tình cứu chữa và cũng đã được sự thăm hỏi động viên của họ hàng nội ngoại và tình nghĩa xa gần, mong bà sẽ được bình phục. Song do tuổi cao sức yếu, cách mệnh hiểm nghèo và không qua khỏi, bà đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 6:05 ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 2 tháng 8 nhâm dần, bà hưởng thọ 60 tuổi. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các họ các nóc, để giúp cho con các cháu trả nghĩa cho bà,
Hòn đội ngũ tộc chúng tôi được phép ban tổ chức lễ tang. Họ chúng tôi cử hành tang lễ bà theo nghi lễ của họ ngôi tộc chúng tôi. Lễ tang bà Trần Thị Ngọc hưởng thọ 60 tuổi xin được bắt đầu. Tôi xin kính mời ba ông trong họ và hai ông trong màn nhạc tang vào trong phòng tang rước vâm và ra chiếc minh tràng để thờ phụng và hôm nay xin trân trọng kính mời. Dân cần đang đăng để thiết lập như rằng
kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các họ các nấp, để giúp cho các con các cháu trả nghĩa cho bà. Hòn họ Ngô tộc chúng tôi được phép của ban tổ chức lễ tang họ chúng tôi phát tang để các con các cháu tang bà. Xin mời ba ông hành lễ của họ gặp từ ngọc chiếc linh sàng. Cho buổi lễ phát tang được cử hành, xin chân trọng kính mời. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và theo phong tục cổ truyền của người dân Việt Nam, một vị đại diện thay mặt cho dòng họ phân công chuẩn bị và tổ chức lễ phát khăn tang cho anh em con cháu nội ngoại xa gần. Giờ đây trước bản nhang án, anh em con cháu chuẩn bị những vành khăn trắng trên đầu
để trả nghĩa, đền ơn, công sinh thành, dưỡng dục của người bà, người mẹ vô vàn kính yêu này. Mẹ ơi, giờ đây áo khăn đã đủ đầy gọn ghẽ. Trước án tiền này, cháu con xin làm lễ hôm nay. Lĩnh áo khăn mà lòng đau muôn thuở, mỗi tấm khăn mang bao nỗi nhớ, công sinh thành nặng tựa củ lao. Ôi giờ đây cháu con đau đớn xiết bao, công cha mẹ suốt đời chúng con ghi nhớ. Thank you.
cõi mẹ, hai tay con nâng chén rượu đào, mà lòng con biết mấy nghẹn ngào xót xa. Mẹ ơi mẹ vội đi xa, rượu nồng dâng kính đây là lòng con, xin mời các bác họ giúp con cháu dâng tuần rượu. Chương trình là dân văn. Hỡi mẹ ơi, cháu con giọt lệ chứa chan, mà kệ nằm sao xiết muôn vàng xót xa. Chúng con có đôi nồi than thở thiết ta, giải bày cùng mẹ, mẹ xa cõi trần. Xin mời các con họ dân văn tiếp tục. Văn xin mời ban nhạc giúp con cháu. Ôi nhạc mẹ ơi, cuộc đời của mẹ đã vất vả gian truân. Mẹ đã trải qua năm tháng biết bao thăng trầm. Nay cũng vì bệnh tật mẹ đã về ân giới. Lòng cha và chúng con đồng anh em các cháu chắc nội ngoại nghẹn ngào xót thương. Buổi chiều hôm nay, tờ lệnh của cha, chúng con đồng anh em các cháu chắc nội ngoại nặng nặng âu sầu, chỉ biết quỳ về trước hương linh của mẹ. Chúng con có mấy lời tâm huyết để giải bày trong lễ cúng cơ mẹ. Thank you.
Yeah.
với tuần chúc thờ mẹ đã đi xa, cơn thương muối mặn đây là con. Mẹ đi đi mãi không còn, tuần công mãi lễ chúng con xin mời, xin mời các con mời chúng con cháu dân tuần công. Thank you.